Xin chào và cảm ơn bạn đã click vào video để tập luyện cùng mình. Bài tập sau đây bao gồm 20 động tác giúp bạn đốt mỡ calo rất là hiệu quả, giảm mỡ bụng, eo và phát triển cơ mông đùi nữa đấy. Đặc biệt hơn là bài tập này không cần sử dụng đến dụng cụ gì cả kể thảm tập. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu vào với bài tập này chưa? Động tác đầu tiên mình sẽ thực hiện toe touch. Đứng hai chân đặt nhẹ sau tai, nâng từng chân duỗi thẳng lên cao để tay này chạm vào chân đối diện, gập bụng lại. Mình hãy đứng thẳng lưng và nâng chân lên để chạm vào tay chứ không cố cúi người đưa tay chạm vào chân bạn nhé. Hít thở thật đều, cố gắng duỗi thẳng cái chân ra. Nếu như cảm thấy hơi khó thì bạn có thể trùng nhẹ đầu gối chân lại cũng được. Tác số 2 là squat, rất đơn giản thôi. Đứng hai chân mở rộng bằng vai, mũi chân hơi chếch ra phía ngoài, ngồi lùi đẩy mông về sau tới khi đùi song song với mặt sàn, luôn giữ thẳng lưng. Đứng lên mình siết mông lại. Khi squat xuống thì đầu gối chân mình hãy mở ra phía ngoài theo hướng mũi chân không chụm lại vào bên trong. Động tác tiếp theo là kết hợp hai động tác đầu lại nhé. Một cái squat, đứng lên đưa tay này chạm vào chân kia. Lặp lại, squat và đứng lên đổi chân. Hít thở thật đều theo từng chuyển động. Hít vào squat xuống, đứng lên thì thở ra. Ở động tác số 4, mình sẽ bật nhảy chân trước chân sau giống như trên màn hình. Trước khi thực hiện động tác thì bạn hãy hít vào một hơi thật sâu này, phình to bụng lên, thở ra bằng mũi nhưng mà vẫn giữ cái luồng hơi trong bụng và gồng chắc bụng lại. Động tác số 5, co bật nhảy từng chân, hai cái bên trái và hai cái bên phải. Khi bạn co chân lên thì hạ tay xuống, hạ chân xuống thì nâng tay lên cao nhé. Thực hiện động tác thật là mạnh mẽ và dứt khoát lên nào, không hời hợt. Tiếp tục với động tác squat, đứng lên mình sẽ nâng từng chân lên chạm vào tay nhé. Bạn đừng quên hít thở đều, mở đầu gối chân hướng ra phía ngoài và giữ thẳng lưng khi mà squat. Không cúi người gù lưng đổ người về trước mà hãy lùi sâu về sau. Động tác tiếp theo tác động vào mông và giảm mỡ bụng rất là hiệu quả. Đứng chân trước làm trụ, ấn mạnh cái gót chân đó trên sàn, chân sau lùi thật sâu về sau, hai tay duỗi thẳng lên cao trên đầu. Thực hiện động tác liên tục co gập gối, thu chân sau về phía trước, đánh tay theo ngược chiều với chân. Bạn càng lùi chân sâu về sau và hạ thấp cơ thể xuống thì càng cảm nhận rõ được tác động vào mông của chân trụ. Lặp lại động tác vừa rồi nhưng mà đổi bên, hít thở thật đều nào. Khi co chân lên thì mình gập bụng thở mạnh ra bằng miệng.
hạ càng thấp thân dưới xuống thì càng tốt nha. Cố lên nào bạn ơi, hãy kiên trì cùng với mình. Động tác tiếp theo là bật nhảy squat, đứng mở rộng hai chân bằng hoặc hơn vai một chút, liên tục bật nhảy lên cao và trùng gối ngồi lùi về sau squat xuống. Squat sâu xuống chút nữa nào bạn ơi, mở ngực và thẳng lưng. Bạn có thể thực hiện động tác chậm hơn nhưng mà đừng bỏ cuộc. Mình biết là bạn sẽ làm được mà, bạn chưa làm hết sức của bản thân đâu. Động tác tiếp theo siêu cháy cơ mông đùi đây, chỉ cần vào tư thế squat và giữ nguyên ở đây thôi bạn ơi. Trông vậy mà cơ mông đùi sẽ nhức nhức khi mà bạn giữ trong vòng 30 giây đó. Không quên là mở ngực, thẳng lưng, đầu gối chân hướng ra phía ngoài chứ không chụm lại vào trong. Cố ngồi lùi sâu xuống tới khi đùi song song với mặt sàn. Đừng đứng lên, cố giữ tư thế này nào, hãy cảm nhận cơ của mình. Mình phải đau và mỏi thì tập mới có hiệu quả được bạn ơi. Và đứng lên nghỉ 10 giây trước khi chuyển sang động tác tiếp theo dễ dàng hơn. Mình đứng một chân làm trụ, chân kia co gối về phía ngực, kết hợp với xoay vặn người sao cho khuỷu tay chạm vào đầu gối chân. Xoay vặn hết cỡ và thực hiện động tác nhanh để đốt được nhiều calo hơn nào. Và chúng ta đổi chân luôn, hít thở đều, tiếp tục tập theo nhạc cùng với mình. Động tác số 12 dễ lắm luôn, thực hiện một cái xoay vặn eo như vừa rồi. Hạ chân xuống, duỗi thẳng chân, nâng lên tay chạm vào mũi chân và mình đổi bên. Mình cứ thực hiện xoay vặn eo, một cái chạm khuỷu chân và một cái chạm chân. Hít thở đều trước khi nghỉ và chuyển sang động tác tiếp theo khá là mệt. Bật nhảy squat, nhưng mà khi mà mình bật nhảy thì hãy kết hợp với xoay 180 độ. Squat xuống thì duỗi thẳng hai tay sang ngang giống như khi mình đang trượt tuyết vậy đó. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. Mệt chứ bạn ơi, mệt thì có đấy nhưng mà chúng ta cần phải kiên trì và tiếp tục. Squat xuống sâu thêm một chút nữa và bật nhảy cao lên nào, chúng ta rất là khỏe. Mấy động tác này làm sao mà có thể hạ gục mình được nhở. Động tác tiếp theo sẽ không còn quá mệt nữa. Tiếp tục nha các bạn. Squat xuống, chạm tay xuống đất, đứng lên siết mông, đồng thời giơ hai tay lên cao. Bạn có thể đứng hai chân mở rộng bằng vai hoặc mở rộng hơn vai một chút để mình tác động được nhiều hơn vào cơ mông. Không quên thẳng lưng mở ngực, đẩy mông về sau và hướng mũi chân ra ngoài khi mà squat. Động tác tiếp theo đốt calo rất là hiệu quả, bật nhảy xoay vặn eo sang hai bên giống như trên màn hình. Bạn càng xoay vặn eo nhiều thì càng tốt. Nếu như mệt quá thì bạn có thể hạ một chân xuống trước, một chân xuống sau. Còn nếu như bạn khỏe hơn thì hãy bật nhảy chạm cả hai chân chạm sàn cùng một lúc nha. Hít thở đều chứ không nín thở. Am I awake?
đây là cũng khá mệt rồi đấy, nhưng mà chúng ta chỉ còn 5 động tác nữa thôi. Jumping lunges là động tác tiếp theo, bật nhảy một chân trước một chân sau, nhún xuống tới khi hai chân tạo thành góc vuông và liên tục bật nhảy đổi bên. Bạn có thể gập hông và hơi đổ thân trên về phía trước để cảm nhận rõ cơ mông hơn, nhưng mà vẫn phải thẳng lưng chứ không cúi xuống. Nếu như muốn tập vào đùi nhiều hơn thì bạn hãy dựng thẳng lưng lên, vuông góc với sàn nhà. Kiên trì nào mọi người ơi, chỉ vài giây nữa thôi, tiếp tục đi. Mình hít thở một chút nào, động tác tiếp theo. Lùi một chân về nhún xuống lunge, đạp gót chân trước để đẩy chân sau lên và đá mạnh ra phía trước. Ấn mạnh gót chân trước trên sàn, khi mà nhún xuống thì bạn đừng để đầu gối trước vượt quá mũi chân nha. Thực hiện động tác thật là mạnh mẽ và dứt khoát lên. Cố lên, cố lên, hãy tự cổ vũ bản thân mình nào. Và mình đổi sang chân còn lại. Sau động tác này thì chúng ta chỉ còn 2 động tác nữa thôi, tức là 1 phút nữa thôi đấy. 1 phút, thay vì nhìn mình tập thì mình muốn bạn hãy kiên trì tập cùng với mình. Chúng ta cùng cảm nhận được mệt như nhau, nhưng mà chúng ta sẽ cùng hoàn thành bài tập này nhé. Bật nhảy, mở hai chân, hai tay ra bốn phía, hạ chân xuống chạm sàn thì trùng gối ngồi lùi về squat và người hai tay hạ xuống. Nếu như mệt quá thì khi xuống bạn có thể trùng nhẹ đầu gối thôi, không cần phải squat nữa. Nhưng mà mình muốn bạn làm hết khả năng của bản thân chứ không làm hời hợt. Lắng nghe âm nhạc và đốt cháy mỡ khỏi cơ thể cùng nhau nhé. Giây cuối cùng bài tập, mình sẽ cùng nhau chạy nâng cao đùi kết hợp tay chạm vào đùi. Hít vào một hơi thật sâu này, gồng chắc bụng và hít thở đều bằng mũi. Bắt đầu chạy nào. Nâng cao đùi lên, cao thật là cao. Nhanh chân thêm một chút nữa. Động tác cuối cùng rồi mà mọi người ơi. Nhanh chân lên, nhanh chân lên. Và đếm ngược cùng mình. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đã xong, các bạn đã làm rất tốt, siêu tốt luôn đấy. Mình xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã không bỏ qua giây phút nào của video này để hoàn thành bài tập cùng với mình. Chúng ta hãy đi lại hít thở một chút, thấm bớt mồ hôi này, uống một vài ngụm nước nhỏ để cơ thể được điều hòa nhịp tim lại dần dần bạn nhé. Bạn có thể click vào góc bên phải màn hình này để tìm hiểu thêm nhiều video bài tập khác của mình. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để mình có thêm thật nhiều động lực ra video bài tập khác thật là bổ ích nữa nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video mới vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.